Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Năm 2018, Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thượng Phong tuyên bố kết hôn khiến cả showbiz hoa ngữ chấn động. Dù trước đó cặp đôi chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm, sau khi kết hôn với Phùng Thượng Phong, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng sinh được một cậu con trai cả gia đình một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Tuy rằng Phùng Tiểu Phong là một người giàu rất đào hoa và gặp vô số scandal tình cảm, thế nhưng từ khi lấy vợ, anh rất biết giữ mình và không để những tin đồn thất thiệt xảy ra thêm lần nào nữa. Nam diễn viên tập trung vào gia đình nhỏ của mình và chăm sóc tốt cho vợ cùng cậu con trai đáng yêu. Mỗi lần nhắc tới triệu lệ dĩnh trên sóng truyền hình hay trước công chúng, Phùng Tiểu Phong liền gọi rất ngọt ngào hai tiếng vợ tôi Triệu Lệ Dĩnh cũng tỏ ra rất quan tâm và hạnh phúc khi ở bên Phùng Thiệu Phong. Trong một show thực tế, trước câu hỏi khi nào thì sinh thêm đứa thứ hai cho nhà họ Phùng, nàng Tiểu Hoa đã trả lời vỏn vẹn bảy chữ nhưng quá đủ để cho thấy tình cảm mặn nồng giữa cả hai. Mọi thứ đều lắng nghe anh ấy. Vừa dứt lời, nữ diễn viên mỉm cười rạng rỡ, không giấu được vẻ ngại ngùng hạnh phúc. Sau khi sinh con, Triệu Lê Dĩnh trở thành mỹ nhân có màn lột xác ấn tượng nhất Sibit khi từ một diễn viên luôn bị chê bai vì thần thái kém sang trở thành quý cô quyến rũ. Thêm vào đó, khí chất của nữ diễn viên cũng lên hưởng ngút ngàn. Những hình ảnh tại sự kiện lẫn hậu trường luôn được xin săm soi từng chi tiết. Không ít lần bà xã Phùng Thiếu Phong nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Tại sự kiện diễn ra ngày 9 tháng 3, triệu lệ diễn xuất hiện với hình ảnh dịu dàng trang nhã, khoe vóc sáng nhỏ nhắn cùng tâm trạng tươi tắn rạng rỡ. Vậy nhưng, trong tấm hình chụp bằng camera thường, Triệu Lệ Dĩnh lộ khuyết điểm bắp tay có phần vạm vỡ, cờ bắp hoàn toàn trái ngược với nhan sắc dịu dàng ngọt ngào. Trên mạng xã hội, bà xã tài tử họ Phùng từng khoe hình ảnh tập gym, khiến cả người bổ sốc nhẹ. Các múi cơ cuồn cuộn, phần lưng không phần trăm mỡ thừa của Triệu Lệ Dĩnh là thành quả của thời gian tập luyện hàng say Tuy nhiên, phần cơ bắp quá rõ rệt vô tình khiến Triệu Lệ Dĩnh trở nên gai góc, rắn giỏi hơn, đặc biệt là khi mặc những bộ cánh thướt tha bắp tay của cô nàng lại càng rõ rệt. Ngày 14 tháng 3, mạng xã quê Bồ lan truyền thông tin, Triệu Lê Dĩnh và Lý Băng Băng sẽ cùng đóng chính dự án cung đấu Đức Phi truyện của Lưu Liễm Tử. Triệu Lê Dĩnh đóng Đức Phi Ô Nhã Thành Bích khi còn trẻ tuổi, còn Lý Băng Băng sẽ vào vai bà khi về già. Trong khi Lý Băng Băng được cư dân mạng khá ủng hộ, Triệu Lê Dĩnh lại gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng so với hai nữ chính tiền nhiệm của vũ trụ cung đấu, Lưu Liễn Tử là Tôn Lệ và Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh có phần kém hơn. Cô cũng không phù hợp với dòng phim cung đấu, dù từng đóng vai phản diện Lưu Ly trong cung tòa trầm hương. Bộ phim cũng lấy bối cảnh thời khang hy như Đức Phi Chuyện. Cư dân mạng cũng mạnh dạn đề cử một số cái tên được cho là phù hợp hơn Triệu Lệ Dĩnh, như Lưu Đào, Trương Tử Di, thậm chí Tôn Lệ, Châu Tấn quay lại diễn tiếp cũng được. Ngoài ra Ngô Cần Ngôn, nữ chính Diên Hy Công Lược cũng được điểm danh nhưng theo hướng hài hước cà khiệm. Bình luận của cư dân mạng Mình thích Triệu Lệ Dĩnh nhưng không mong chị vào vai này vì cảm thấy bà ấy không hợp dòng cung đấu đâu. Ủa, tôn lệ châu Tấn mà có Triệu Lệ Dĩnh luôn. Dù chỉ là đồn thôi, cũng không bài xích cổ dĩnh vì cổ đóng mấy bộ phim cũng khá ổn áp. Vậy nhưng, coi phim cô này đóng cứ kiểu gì, lực diễn của cô phải nói là ở tầm trung so với hai chị kia thôi cô mà đóng, chắc chắn không nổi như hai phần kia quá. Đọc qua nội dung thì mình nghĩ tới lưu đào, chữ dĩnh mặt bầu quá, mà mặt này trông như bay màu từ tập 1. Còn mặt cô băng lý thì mình không thích lắm, chả hiểu sao. Thực sự mình là fan chủ lệ dĩnh, nhưng mà tôn lệ với châu công tử là tượng đài trong lòng mình rồi, nên khó ai so được. Mặc dù rất nghiện phim của chị dĩnh, đặc biệt là Minh Lan Truyền, còn đề cử, một là mình mong tấn tỷ comeback, hai là trương quốc tế, ba là lưu đào. Cô Dĩnh nói thật không hợp vai này đâu. Cô mà nhận vai thì không khéo phá nát vai này. Mình nói công tâm chứ không chê diễn xuất của cô này nhé. Mình vẫn muốn tôn lệ hay châu tấn chọn vai này hơn. Nếu Đức Phi là nữ cường thì xin một slot cho Ngô Cần Ngôn. Mình vớt nữ thần gọi xét Ngô Cần Ngôn nhé. Chị sẽ sử dụng siêu năng lực của mình để nhài nát hết đầu các phi tần khác của Khang Hy Đế khác với chân hoàn truyện hay như ý truyện đức phi truyện chưa được xuất bản nên khán giả có khá ít thông tin về tác phẩm trong chân hoàn truyện hoàng thái hậu ô nhã thành bích là người vừa ung dung khoan hòa vừa thầm trầm khó đoán bà rất coi trọng ngoại tộc ô lạt na lạp thị còn yêu cầu ung chính không được phế hậu cho dù hoàng hậu nghi tu đã gây ra nhiều tội lỗi Chúng mình là Housebit. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.